Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái clip vô cái chậu tiểu cảnh này. Đây là cái chậu tiểu cảnh mình mua 20.000. Đá này là đá non bộ, đá để làm non bộ. Giờ chúng ta dán xi măng vô. Nghe cái điều kiện thì mua keo AB dán vô nó cũng rất là tốt. Các bạn chọn cục đá nó ngẫu nhiên vậy nè, nó thấy nó giống giống như ngọn núi hay là cái gì đó thì hay hay chúng ta dán vô. Rồi giờ mình cho đất vô nha, cho ra giá thể cho đây. Đất này là gồm những thành phần như là đất tốt á, chúng ta trộn với lại một ít cát, trộn với một ít sơ dừa thì được nha các bạn. Mà đất thì đất mà lính làm trồng bonsai mini trong chậu tiểu cảnh á, mà để cho thoát nước tốt nữa thì chúng ta nên trồng đất đỏ nha. Đất đỏ mà chúng ta hầm á, hầm mà chúng ta đập nhuyễn ra nát nha đó. Đất cái này rồi mình làm cho nó dễ xuống nha các bạn ơi. Cho nó dễ xuống cho dễ xuống cũng được nha các bạn. Mình thì chỉ mới tập chơi đây thôi nha các bạn ơi, có điều chi sơ sót, có nhiều khi yếu kinh nghiệm mà không có gì nó xuất sắc lắm thì các bạn cũng bỏ qua nha. Ai đã từng chơi tiểu cảnh sành thì góp ý và xây dựng cho đồng hồ học hỏi thêm. Mình sẽ trồng một cái cây mai chú thủy ở đây. Đây cây mai chú thủy là mình đã dọn sẵn rồi, chỉ có việc là mình cho nó vô đây thôi. Mình cứ trồng đại vô đây nha các bạn, đừng có sợ nó chết. Giống mai chiếu thủy là giống trên cạn mà, giống ăn nông mà. Không sao đâu, cây nó sẽ không sao đâu. Mình tưới nước thường xuyên thì cây nó sẽ tốt thôi. Cây khi cây nó vào đây thì nó sẽ nhặt lại nha các bạn, nó sẽ nhặt lại, nó không có lớn bung ra nữa mà nó chỉ đầy đủ tàn chi và cành nhánh các thứ.
Mình chỉ mới tập chơi thôi nha các bạn ơi. Có điều chi sơ sót thì mong các bạn bỏ qua cho nha. Và những ai mà có nhiều kinh nghiệm thì góp ý cho mình để mình học hỏi thêm. Chơi môn tiêu cảnh này chỉ chơi vui thôi các bạn ạ. Chơi vui. Chơi vui. Đam mê. Những lúc buồn hay mệt mỏi thì chúng ta ngắm những cây tiểu cảnh này thì nó sẽ giải tỏa tâm lý rất là nhiều. Khi mình đắp này xong thì mình sẽ đắp rêu lên nha các bạn. Xịt một ít nước vào đây cho nó dơ các bạn ạ. Buồn thì làm chơi cho vui. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip nha. Mình thì chỉ mới tập chơi đây thôi, mình hy vọng là các anh em nào đó biết dành chỉ cho mình thêm. Mai chiếu thủy thì nó sống trên cạn rất là dễ nha các bạn, quan trọng là cái nước đầy đủ là được. Mai chiếu thủy lá nó chung, mai chiếu thủy lá kim đều sống trên cạn rất là tốt, thậm chí chúng ta chặt dăm cái nó lên như mì vậy đó. Nhưng mà khi chúng ta ương được cây đường nhỏ này, cái này là mình ương cây đường nhỏ nha bạn, nó lên lan, nó lên chim ỉa rồi nó lên, nó đầu mình bứng về mình ương, mà lúc bằng còn bằng cái kim á, lên nhỏ vậy á đó. Chúng ta cho đất vào đây cho nó dễ giặt cái thứ hết đó. Đất đỏ trộn với cát và xơ dừa thì nó rút nước rất là tốt các bạn. Các bạn ém nó dẻ cỡ nào nhưng mà rút nước rất là hay. Ok rồi đó. Bây giờ thì mình đắp rêu lên nha. À, mình trồng thêm cây này vô nữa chứ. Trồng thêm cây này vô nữa. Này vô cho nó hơi độc độc tí xíu nha. Ừ. Cái này vô. Cái này cho nằm ở đây đi. Đây. Nằm ở đây cũng được. Mình muốn chơi tiểu cảnh thì điều trước tiên là mình phải có đá nè, có dĩa nè, dĩa là mình khoan lỗ dưới 2-3 lỗ tùy, muốn thoát nước nhiều thì chúng ta khoan nhiều lỗ, nói chung là khoan 3-4 lỗ là được rồi, 2-3 lỗ là được rồi. Rồi xong rồi chúng ta phải cần có những cái cây, những cây thế này, cây cỏ thế này nè, những cây gì này nè, nó sẽ giúp người ta cây cái tiểu cảnh rất là đẹp. Ok nha các bạn ơi. Vậy là ok rồi. Đầy đủ. Mình sẽ đắp rêu đi nha. Trước khi đắp rêu thì mình sẽ cho một lớp đất sét. Đất sét mình pha loãng như nè. Mình trộn thành bùn sệt vậy đó. Để làm gì các bạn biết không? Để gây cái độ kết dính giữa cái lớp đất sét
cái lớp đất nền và cái lớp sét với lại rêu nha. Giờ mình xin cho lớp cái đây nha. Để điều các bề mặt nha các bạn ơi. Rồi. Vậy chúng ta sẽ cho rêu nha, lên nha. Rêu nó có mấy cây như thế này nè. Bản hộp. Lượng thế nào đây? Đây. Rêu nó như thế này nha các bạn. Rêu thì chúng ta sẽ lấy ở các vách đá nha. Ở nhà nhà nào có cái bức tường cũ ở bên ngoài hiên á, chúng ta ra nó xem dưới đất cái độ ẩm tốt thì nó cũng có nha các bạn. Độ ẩm tốt thì nó rất là thích hợp cho rêu rêu phát triển. Lấy rêu cũng rất giảm đó các bạn ơi. Khi mà chúng ta đắp rêu xong thì chúng ta sẽ tiến hành uống cái cây này. Cây này thì lúc nãy mình cũng đã vô nhôm rồi để tránh để cho các bạn khỏi đợi lâu cái xem clip này, thì mình đã vô nhôm sẵn rồi. Vô nhôm sẵn rồi thì nó sẽ nhanh nhanh xong cái mô hình. Rêu nó già nó vẫn sống nha các bạn. Nó già nhưng mà nó sẽ phát triển các cây rêu con mới ở cái đám rêu kế bên. Tức là nó sẽ lan rộng ở từng 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 mảng một vậy đó. Mình làm clip có một mình nè, cho nên là không có ai cầm cái máy quay hết, cho nên là nó cũng không có tỉ mỉ cho các bạn xem từng chi tiết. Nhưng mà đắp rêu thì các bạn mình đã nói rõ rồi, là chúng ta mà dưới một lớp mà một lớp đất sét lên, đất sét sệt lên thì nó sẽ tạo cái lớp kết dính giữa cái lớp rêu và cái lớp đất nền.
thiếu thiếu đất sét thì chúng ta thêm nha. Phía ngoài rìa thì chúng ta lấy mấy cái dưa dụng cũng được, dưa dụng gì nó cũng sống hết nha các bạn, nhưng mà mình muốn cho đẹp thì mình mới lấy mấy cái rêu có cái mảng lớn lớn để mình đắp cho nó thành một cái mảng lớn cho nó liền khối với nhau, cho các bạn nhìn thấy nó bắt mắt hơn á. Thật ra thì rêu mà nó rụng rời ra cũng cũng được, vẫn bình thường, vẫn sống bình thường. Đây là mình đắp cho mấy cái chỗ mà nó xong rồi các bạn ơi, lau cái này cái đã nha. Đây xong rồi, bây giờ mình uống cái nha, uống là mình sẽ quay cái clip lại cho các bạn xem. Miếng bùn nó, miếng sình đất sét nó bị lòe ra ngoài, cho nó đẹp thì mình lau cho nó sạch cái. Okay. Mình uống cây này nha. Mình uống cây này để cho nó ôm ôm vô theo cái cây này. Anh uống đại luôn nha các bạn ơi, chơi dáng kiểu văn nhân luôn nha.
cũng đại luôn. Biết kiểu thác nổ, thác đứng như thế này nhưng mà đại vậy đó. Nó về rồi. Nó về đó các bạn. Đơn giản là gì đây? Rồi. Xịt nước tí nha. Rồi các bạn ơi. Giờ ở đây. Đây là xong một cái cây mai chiêu thủy sẽ dán thác đổ nha, thác đổ mà là này là kêu bằng dán phân nhân á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này nha. Nếu các bạn nào thấy thích thì chúng ta bấm đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.